đây chính là nhảy đường phố, tăng tốc tiến lên, tỏa sáng everywhere I go. Liên đầu lạnh tim nóng, be the first you. Freestyle battle. Một sự kiện lớn đã tác động đến hành tinh này. Trong 2 năm qua, những đô thị nhộn nhịp rơi vào yên ắng, những con đường, những tụ điểm và sân khấu dường như bị lãng quên. Tất cả đều bị chiếm trọn bởi màn đêm. Bao lâu rồi mình không nhảy? Mình cần một dấu hiệu. Khi tiếng nhạc cất lên, tại sao những chuyển động không còn nữa? Tôi tự hỏi, liệu nhảy còn nằm trong ADN của mình? Liệu những khó khăn sẽ đánh bại ý chí vượt lên thử thách? Chúng tôi không tin vào điều đó. Kia chính là sân khấu, sàn đấu kia là nơi ta chứng minh quyết tâm này. Nhạc bật, sàn đấu, nhảy. Đây chính là nhảy đường phố. Thank you.
Mirinda, ngon xoắn lưỡi, bừng sáng tạo. Anh em dancer à, chúng ta đã sống trong bóng tối rất lâu rồi. Trước giờ thì mọi người thường nhắc đến vũ công với một vai trò là nhảy nền cho ca sĩ. Thế hả, làm nghề nhảy á, em có biết là bao nhiêu phim nhảy Việt Nam xong là ra là toàn lỗ không? Và tất cả chúng mình theo đuổi một cái đam mê, theo đuổi một cái ước mơ, đó là chúng mình được nhảy. Cái thế hệ mà mở đường cho hip hop Việt Nam á, chưa nhận được cái sự công nhận nhiều. Cảm thấy mình có một nhiệm vụ còn cao cả hơn nữa, đó chính là thúc đẩy các bạn vượt qua giới hạn của bản thân mình và chiến thắng chính mình nữa. Gây đến đây để khẳng định chất riêng của nhảy đường phố. Chưa nghĩ được là mọi người tạo nên một cái thế giới khác. Tại sao mọi người có thể làm được như vậy? Mọi quang cảnh, mọi cái đạo cụ á, nó đều liên quan đến hip hop và street dance cả. Em thấy mọi người đều kiểu wow vào, mọi người kiểu nhảy múa vui vẻ, sôi động. Nhưng mà em thì em muốn đi kết quắc một vòng để em gọi là ngắm từ các nơi. Mời các bạn hướng mắt về sân khấu để thưởng thức màn khai hỏa đầu tiên. Chuyện thì phi điều tâm thương, thương thì tâm sâu lưng nên đâu có ai chú ý. Bài này hay nhỉ, anh vừa phiêu đó bắt đầu là tương bay nhỉ. Body nứt ngay là em cứ đắm say, bảo sao cái em yêu không tốt lên cây của em chay nhỉ. Spotlight chính sau khi anh đang rap như kim cương lấp lánh trên đầm để kim cương tháp glass dance không cần gấp gáp, bật bài nhạc này lên cho nên rap. Spotlight chính sau khi anh đang rap như kim cương lấp lánh trên đầm để kim cương tháp glass dance không cần gấp gáp.
Sân chơi lớn nhất dành cho cộng đồng nhảy múa tại Việt Nam lần đầu tiên xuất hiện, thưa quý vị, một chương trình truyền hình thực tế có áp dụng luật thi đấu thể thao quốc tế, và đó là Street Dance Việt Nam. Đây là một trong những chương trình truyền hình thực tế hiện nay đang hot nhất trên hành tinh này, và nó đã đến Việt Nam của chúng ta. Một nơi mà tất cả những anh em dancer được ghi nhận, được tôn vinh. Quý vị và các bạn sẽ theo dõi chương trình của chúng tôi vào 21 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty On thực hiện. Và xin mời quý vị cùng gặp gỡ bốn đội trưởng của Street Dance Việt Nam mùa đầu tiên. Xin giới thiệu đội trưởng Kaja. Đội trưởng thứ hai, leader ca sĩ Bảo Anh.
Và thưa quý vị, sẽ là một người tạo ra rất nhiều trend. Thưa quý vị, một người luôn luôn mang đến những điều mới mẻ. Thưa quý vị, ca sĩ Chibu. Và thưa quý vị, người cuối cùng sẽ xuất hiện là một trong những captain mà tôi tin chắc rằng anh em không những chỉ yêu thích mà còn ngưỡng mộ và kính nể. Thưa quý vị, một trong những con người sinh ra là để tham gia chương trình này. Thưa quý vị, xin chào đón ca sĩ Trọng Hiếu. Và đây là bốn đội trưởng của Street Dance Việt Nam mùa đầu tiên. Đến với chương trình này thì lần đầu tiên tham gia với vai trò là một leader về lĩnh vực nhảy múa thì Chibu cảm thấy thế nào? Thực sự về áp lực thì chị nghĩ rằng là không chỉ Chi đâu mà tất cả những gì mà mọi người nhìn thấy nó đang diễn ra, nó không chỉ là động lực mà nó còn là áp lực cho Chi làm sao phải làm thật tốt trong chương trình này để không phụ lòng tất cả mọi người và tất cả khán giả đang xem chương trình ạ. Và Khay Trần. Chào tất cả các anh em chị em dancer. Quan trọng lớn nhất là chiến thắng bản thân mình đúng không ạ? Cái quan trọng thứ hai là giành cúp đúng không ạ? Thì tất nhiên giành cúp thì cứ để cây. Về team cây là chuẩn thôi. Chưa gì là tôi thấy là cái thái độ trên chiến nó đã rất là căng rồi. Vâng, về phía Bảo Anh thì người ta nghe Bảo Anh hát nhạc tình, nhạc buồn. Hôm nay Bảo Anh lại làm captain. Bảo Anh sẽ nói gì về điều này? Bảo Anh chỉ nói một câu thôi, là trong chương trình này mấy bạn chơi tới đâu mình chơi với mấy bạn tới đó. Các bạn đã thấy được thái độ chưa ạ? Anh cũng rất muốn Trọng Hiếu chia sẻ cái cảm xúc của em cũng như là cái cách mà em sẽ tham gia vào Street Dance mùa đầu tiên này. Mình không cần nói nhiều. Ok. Cái chỗ này sẽ quyết định. Ok. Hiếu bị trái tim hơi bị đau đấy. Tại vì là vừa nãy Kay cắt cổ Hiếu. Vậy thì Sokoku sẽ làm gì để đáp trả? Battle bây giờ. Xin càng. Dạ. Em đề nghị gia đình bình tĩnh. Dạ, chuyện đâu còn có đó à. Dạ vâng. Em nhìn anh đi. Coi như anh đúng đi. Không, anh nghĩ là em đúng luôn. Nhìn là đúng đó. Nhìn là đúng đó. Các bạn thân mến, và hiện nay sau lưng Trấn Thành đang có 4 chiếc thùng để cho tất cả những tuyển thủ ở đây đưa chiếc khăn mà mình dành cho cái tiết mục mà mình yêu mến nhất vào trong chiếc thùng đó. Và bây giờ mình bị chấm điểm của các bạn tuyển thủ á. Ok. Chơi, sợ gì? Bắt đầu bình chọn và bỏ khăn. Xin mời. Phần intro của Trọng Hiếu thì thực chất là cái phần nhảy mà có nhiều kỹ thuật nhất trong 4 đội trưởng. Kay có lẽ là một trong 4 đội trưởng mà có cái chất đường phố nhiều nhất. Ôi giời, Chi ơi.
nhạc rất là chất, rất là chỉnh chu về sự sáng tạo. Bảo Anh là người mà mang lại cho mình nhiều cái bất ngờ nhất. Quý vị và các bạn thân mến, ban tổ chức của chúng tôi đã vừa kiểm số khăn được bỏ vào trong thùng của cả bốn captain. Và kết thúc lượt 1, hiện nay số khăn thấp nhất đang thuộc về captain Trọng Hiếu. Thì các bạn ơi, mình nhảy 3 lần hết cả hơi, mình tung hết cái trưởng của mình ra mà mọi người lại cho Hiếu đứng thứ best. Captain Trọng Hiếu. Ngạc nhiên chưa? Bởi vì hiện nay số phiếu cao nhất đang nằm ở chiếc thùng của Captain Bảo Anh. Thưa quý vị, cơm gà đã có tác dụng. Và chúng ta hãy xem có điều bất ngờ gì sẽ xảy ra ở lượt bình chọn thứ hai này hay không? Chắc mọi người chưa hiểu Hiếu đúng không? Thế là ok, cho Hiếu xin email của mọi người để Hiếu gửi email và với giải thích của phần trình diễn của mình nhé. Bỏ khăn, bắt đầu. Ok, kết thúc lượt 2, kiểm khăn. Và bây giờ ban tổ chức sẽ cho tất cả chúng ta biết được là vị captain nào được bỏ khăn nhiều nhất bằng cách là họ đã để vào trong cái thùng này cái lượng khăn cao nhất và thấp nhất theo thứ tự luôn. Đội trưởng được bình chọn nhiều nhất sẽ có 25 khăn màu. Đội trưởng được bình chọn nhiều thứ hai sẽ có 24 khăn màu và 1 khăn trắng. Đội trưởng được bình chọn nhiều thứ ba sẽ có 23 khăn màu và 2 khăn trắng. Đội trưởng được bình chọn nhiều thứ tư sẽ có 22 khăn màu và 3 khăn trắng. Khăn màu tượng trưng cho số lượng tuyển thủ mà đội trưởng được quyền tuyển chọn trong khu phố của mình. Khăn trắng tượng trưng cho số lượng tuyển chọn bị mất đi. Vòng audition sẽ có gần 200 tuyển thủ tham gia tuyển chọn. Mỗi đội trưởng sẽ phụ trách tuyển chọn cho khu phố của mình thông qua hình thức trao khăn. Cùng đếm nào. Bắt đầu. 1, 2, 4, 12, 18, 20. Chuẩn bị sao con số này có chuyện để coi. Và bây giờ khăn trắng sẽ xuất hiện. 23. Thấp nhất đang thuộc về Captain Trọng Hiếu. Này là 24 hả? 24. Bảo Anh vẫn còn khăn màu, em có không? 24 bắt đầu trắng rồi. Chọn ít thì cũng được, nhưng mà chọn nhiều thì chỉ vui thôi. Hiện nay Bảo Anh với Trọng Hiếu còn đang đấu. Và 25.
vị, như vậy người giữ số khăn cao nhất là Thiêm Trọng Hiếu. Yes, chính xác như thế, đúng là như vậy, đúng không? Cuối cùng mọi người có hiểu Hiếu mà. Xin lỗi, Hiếu trách nhầm. Như thế là cảm ơn mọi người, Hiếu không phải gửi email nữa. Đó là cây nghĩ bài của cây là tốt nhất, nhưng mà nếu không được tốt thì thôi. Hạng mấy cũng được, miễn không phải là hạng best. Hạng best thì chị xấu hổ với bản thân lắm luôn á. Ê, nhưng mà Bảo Anh là về nhì nha quý vị. Bảo Anh cũng rất là giỏi, Bảo Anh về nhì. Ta sẽ phục thù lần sau. Chi Bu về thứ ba là có hai khăn trắng. Trọng Hiếu, em sẽ chọn về khu phố nào? Ok, Hiếu chọn miền Nam ạ. Bảo Anh, em sẽ được ưu tiên chọn. Em chọn miền Đông ạ. Em chọn miền Đông, ok. Yeah. Em chọn hướng chính Tây. À, thưa quý vị, và chương trình đã chọn giùm luôn cây trần, đó là cái khu phố còn lại mà không ai chọn. Và bây giờ tôi xin mời bốn captain về khu phố của mình. Vòng tuyển chọn chính thức bắt đầu. Liên đầu lạnh tim nóng, be the first you. Mời bốn đội trưởng cùng các tuyển thủ trở về khu phố của mình. Cuộc chiến tuyển chọn chính thức bắt đầu. Chào đón đội trưởng Trọng Hiếu. Yeah, xin chào tất cả mọi người. Wow, mọi người hôm nay có khỏe, cảm thấy khỏe không? Có. Cảm ơn mọi người đã đến khu phố của Trọng Hiếu nhé. Và Hiếu hôm nay có một bạn cố vấn chuyên môn sẽ giúp Hiếu về những cái sự quyết định và trao khăn. Thì Trọng Hiếu xin một tràng vỗ tay lớn cho kiện tướng quốc gia bộ môn Breaking Lê Hữu Phước aka B-Boy Lee. Yo! Wow, ok. Xin một tràng vỗ tay lớn cho Mai Tinh Vi from Big Toe. Woo! Ê. Wow. Mai hôm nay trông hơi bị quách ấy. Ok. Một cái Hiếu muốn nói ở đây nhá. Hiếu không biết được là mọi người đã nhận được những cái giải gì, hoặc là mọi người nhảy bao nhiêu lâu. Thật sự là Hiếu không quan tâm cái chuyện đó. Cái gì mà Hiếu quan tâm là phần trình diễn ngay bây giờ. Người đầu tiên đó là Nguyễn Minh Ngọc ạ. Em chào mọi người, em là Nguyễn Minh Ngọc, em đến từ SE Teen. Thể loại của em là choreography, nhưng mà em có học thêm crumb và hip hop ạ. Ngọc, xin mời. Lần đầu tiên mà bất thấy một bạn nữ nhảy crumb ở Việt Nam mà làm tốt như vậy. Sao mà một cô bé dường như nhẹ nhàng dễ thương, nhưng mà khi mà nhảy bùng nổ và mạnh mẽ hơn các chàng trai luôn. You hit me. Sao lại đánh Hiếu hả? Hiếu kiểu là bị cuốn hút bởi cái những cái động tác của em.
Chỉ một cái điều là tại sao em không bao giờ nhìn vào mặt anh. Trọng Hiếu, anh ấy là một cái người rất là tinh. Anh ấy nhìn được những cái thiếu sót về mặt kỹ thuật cũng như là về mặt trình diễn của các dancer. Có lẽ là em có cảm giác kiểu không nhớ bài lắm. Tại sao? Cái bài này em có sửa một chút là sáng nay em thức đến sáng rồi em dựng ấy. Chị muốn chia sẻ một điều này với Ngọc nhé. Đây là một cuộc thi đúng không? Chúng mình chỉ có một shot. Mình hãy dồn tất cả cái năng lượng, dồn tất cả cái sự tập trung của mình cho cái phần thi của mình. Tại vì cuối cùng Hiếu đâu có biết được là em tập lúc nào đâu. Anh chỉ có thể nhìn được là cái phần thi của em như thế nào. Và anh có thể chấm cái phần thi của em bây giờ thôi. Anh muốn là em nhìn vào mắt anh. Anh muốn là khi mà em nhảy ấy, em nhìn vào tất cả mọi người được. Và em bảo là tôi không sợ. Minh Ngọc đã đến đây và tôi có chứng minh được là tôi là street dancer Việt Nam. Ok. Minh Ngọc là một trong những học sinh Crom của mình. Cái năng lượng và cái cách mà bạn ấy thể hiện ra Crom rất là chất, nó không thua kém bất kỳ một người đàn ông nào nhảy Crom cả. Tham ơn, hãy nhìn sâu vào đôi mắt này không bỏ lỡ điều nào đâu. Nếu mà ví dụ lần sau mà mình cần phải chuẩn bị một bài nào đấy thì mình sẽ rút kinh nghiệm nhảy, mình phải tương tác với khán giả, tương tác với ban giám khảo để có một bài thi trọn vẹn nhất. Chạm lấy, chiếm lấy trái tim anh Hiếu. Dạ, bố mẹ có ủng hộ em không? Mẹ ủng hộ nhưng mà bố em không. Bố có biết là em tham gia chương trình Street Dance Việt Nam không? Không ạ. Bố em không biết. Vâng. Ngọc có muốn chia sẻ những cái lời gì với bố được không? Chú tên là gì? À, bố em tên là Hùng ạ. Chú Hùng ơi, con gái của chú Hùng ở đây này. Và... con lên TV rồi. Mình thật sự rất là hy vọng vào cái thế hệ của Tama. Hy vọng là các em sẽ cố gắng giữ cái ngọn lửa đó, giữ cái đam mê đó, tiếp tục tập luyện và tiến xa ra khỏi Việt Nam nha. You ready? Have fun. So, I'm gonna try my best. Cảm ơn Suki nhá. Great job, thank you so much. Thank you so much. Khu phố của Hiếu khó quá vậy. Nhìn thấy không ăn thua rồi, càng đét. Có thể nếu mà bây giờ mọi người không được trao khăn ấy, không nghĩa là mọi người không nhảy hay, hay là không nhảy siêu, chỉ là chưa chạm được trái tim của Hiếu. Ok, thế là mọi người đừng có mất cái động lực đó, luôn luôn cố gắng nhá. Ok. Chính Trọng Hiếu cũng cảm thấy là ui dồi, quá lâu. Lâu quá, kiểu như là bên phố bên cạnh đã tuyển được bao nhiêu người rồi, bên mình vẫn chỉ có vài người mới được nhảy ấy. Lia, đầu lạnh tim đóng, be the first you. Ủa, anh đứng đây làm gì vậy anh? Anh như em đã thấy là gia đình anh không có gì ngoài điều kiện em ạ. Anh bán xăng em. Và như chúng ta đã biết, chúng ta đang ở khu phố của Hư Cao Cò Ố. Và không những chỉ có Khay Trần ở đây mà sẽ có thêm hai cố vấn nữa sẽ cùng Khay Trần tìm ra những tuyển thủ tốt nhất ở trong khu phố này. Và xin giới thiệu với các bạn hai biên đạo Việt Max và Juju. Và sẽ báo trước cho cả gia đình mình biết là ở khu phố của mình khăn thì ít nhất mà quân số thì đông nhất. Cho nên các bạn phải rất là tỉnh táo nhé. Và khu của Cây như là một ngôi nhà chung của tất cả chúng ta. Và ở nhà rồi thì hãy thể hiện bản thân mình hết mình nhé. Hy vọng tất cả mọi người sẽ có một màn trình diễn bùng nổ và cháy lên nhá, rực lửa. Ok, và các bạn hãy hết mình nha. Cố lên các bạn ơi.
Tinh thần vẫn rực lửa chưa? Chơi hết mình chưa? Đấy, đây là phần thể hiện cho chúng ta thấy đây là cây xăng và đây là nơi giàu nhất. Đây là cây trần và đây là cây xăng. Bibo Lê Hiếu, còn chần chờ gì nữa? Hãy cho mọi người biết em là ai đi nhá. Let's go. Mình và anh Cay đã biết nhau từ rất là lâu, thì đó là sự thật. Hai anh em có biết trước nhau thì nó cho mình một cái cảm giác đó rất là sợ, hơi áp lực ở cái đoạn đó. Nếu như mà mình thật sự thể hiện không tốt thì nó cũng là con dao hai lưỡi, có thể là mình sẽ ra về ngay lúc đó. Thì Lê Hiếu là một trong những b-boy trẻ nổi trội tại Việt Nam hiện nay. Lê Hiếu đã từng tham gia tại Olympic trẻ năm 2018, tham gia ở thể thức là 2v2 cùng với một bạn bigger và đã giành được huy chương vàng. Độ sắc nét và cái kỹ thuật cao quá, mọi thứ nó gần như là không có một cái lỗi lầm nào cả. Quán quân đây rồi, Lê Hiếu. Trời ơi, nó nhảy thiệt. Lấy cái cây xăng về luôn em ơi. Chứ khăn khó khăn gì ở đây. Thách đấu luôn kìa. Coi muốn bé đội bạn Hiếu này không? Thưa các bạn, tôi báo trước cho các bạn biết thế này. Chúng ta sẽ được ghi nhận nếu như chúng ta chiến thắng và... ngược lại, nó sẽ loại chúng ta ngay lập tức. Nếu như các bạn mắc sai lầm với quyết định ngông cuồng của mình. Mình muốn có một cái trận call out của bất kỳ một ai đó thử thách mình. Ngay cả khi mình làm tốt được cái phần thi của mình, thì mình vẫn muốn thể hiện cái điều đó rõ ràng hơn một lần nữa qua một cái trận ba đồ để chứng minh rằng mình đến đây công bằng như tất cả các thí sinh khác. Mình đến đây vì mình có thực lực, chứ không phải là mình đến đây mình sẽ được ưu ái hơn, mình dễ dàng hơn. Là một cheat dancer, luôn luôn chúng mình sẽ chọn đương đầu với thử thách chứ không phải là né tránh thử thách. Vì vậy khi anh Cây Trần có hỏi là ai đủ bản lĩnh để có thể bước lên đây và cô nào Lê Hiếu thì ok, mình lên thôi, chiến thôi. Mình đã biết anh Công trước đó, anh Công cũng là một b-boy rất là mạnh. Mọi người phải hiểu cái tinh thần của b-boy ấy. Họ có cái tôi rất là cao và cái đấy rất là tuyệt vời của b-boy và chỉ gần như chỉ b-boy mới có. Bảo tôi có bản lĩnh để đấu với ông này không, tôi có ngay. Ôi trời, thôi rồi. Chết rồi, chết dở. Rồi, trận này căng đấy. Nha. Cho hỏi em trai cao danh quý tánh ạ. À, em tên là Lê Mạnh Công ạ, biệt danh là Công Rùa, em đến từ nhóm Cine Hà Nội. Let's go. Diễn ơi, còn chần chờ gì nữa? Thật sự rất là khâm phục bạn Mạnh Công khi mà dám đứng lên thách thức lại với bạn Lê Hiếu. Vì Lê Hiếu cũng là một tuyển thủ rất là mạnh đấy, không đùa đâu. Lê Hiếu before là một b-boy có nhiều điểm mạnh. Nhưng đây là một cuộc chơi thì mình hoàn toàn có thể tự tin là có thể chiến đấu song phẳng với Lê Hiếu.
quá men, tôi đau quá. Quá nguy hiểm. Trận này xin lỗi Hiếu, anh chọn Công. Anh không biết là Cây chọn ai nhưng mà anh chọn Công. Tiêu chí của Cây là người giỏi nhất, chưa hẳn là người tốt nhất. Mà người tốt nhất phải là người phù hợp nhất. Mình rất là vinh dự khi đứng đây nắm tay hai bạn, mặc dù không phải là người yêu. Cái cầu để mà khảo hạch thì thời gian nó quá khắc nghiệt với các bạn, cho nên là các bạn rất là mệt. Và thời điểm đó mới là thời điểm mà mình yêu cầu các bạn là ngoài skill, ngoài tất cả mọi thứ ra, thì ngay tại thời điểm đó trên sân khấu các bạn phải có phong độ tốt nhất. Xin chào buổi sáng mọi người. Rất là respect tất cả mọi người vì đã ở đây tới giờ này. Biết là mọi người rất là mệt nhưng mà chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng chứ nhờ. Đúng không? 1, 2, 3. Tên Việt Nam. Yeah yeah, let's go. Có ai muốn bước lên trước không ạ? À? Hay là đợi gọi danh sách ạ? Ôi dồi ôi. Ôi tàn các chiến thần không? Toàn là khủng khiếp, CK nè, Lim Ba Tê nè, Hiệp Chất, U Anh Sơn Lao, toàn là đẳng cấp. Căng quá trời. Ở Sweden thì cao thủ lớn hay cao thủ nhỏ đều đã ở đây hết rồi. Lúc đó các anh có lên, mình cũng kiểu lẽo đẽo theo sau ấy. Thấy anh CK lên thì mình cũng lên luôn. Thì các anh có trêu là ui thằng này lạc loài, đi ra chỗ khác các thứ. Thế là mình cũng ok ôi. Bởi vì đây là cuộc chơi, đây là cuộc chiến mà. Trẻ hay là già không quan trọng. Ok ok. Em là Hoa Đức Công. Mình là popping. Cuộc popping. Sống mình là nhảy. Mình yeah. Đi dậy nhảy. Mình làm tất cả mọi thứ đều về nhảy. Cũng phải được 17-18 năm. Nhắc tới anh CK thì em phải nói là cái lúc mà anh mới tập á, là chắc em mới đi học mẫu giáo à. Respect. Thì không biết là mọi người có biết cái cây không, thì anh ấy bị thận, bị bệnh thận. Và anh ấy phải chạy thận hàng tuần để có được sức khỏe, để có thể tiếp tục nhảy. Anh CK đã và đang đưa popping Việt Nam lên một cái tầm cao mới. Đừng nhìn anh nữa, đôi mắt ngày xưa giờ đâu. Em còn là em đã khác rồi. Em muốn quay lưng quên hết đi. Lực hit
trong bóp bên của anh á rất là bùng cháy đúng không? Rất làm cho mọi người phải wow. Không có gì để nói, trao khăn luôn đi, khỏi cô nào. Cô nào cũng chạy vậy. Biết nói gì đây. Chào mừng bạn đến với Street Dance Việt Nam. Yeah. Thank you, thank you. Yeah. Let's get it. Thật sự là em rất là surprise khi mà anh em biết là anh đi thi. Và Linh Ba Tê là một những b-boy đã tham gia ở rất nhiều giải đấu trong nước cũng giống như là ở quốc tế. Đối với sự xuất hiện của Linh Ba Tê tại cuộc thi năm nay là đối với Đô là một sự thật sự là bất ngờ. Nếu như mà anh hạng nhì thì chắc là cũng không ai hạng nhất đâu ha. Cứ nghĩ là anh dắt thế hệ sau đi thi. Thật sự thì Linh cũng rất là bất ngờ khi ngày hôm nay vào với khu phố Bảo Anh. Thì thực ra là Bảo Anh với mình cũng biết nhau rất là lâu rồi. Và thật sự đây là lần đầu tiên Street Dance đến với Việt Nam. Nếu mình không tham gia thì mình sẽ cảm thấy rất là tiếc nuối. Mình là một b-boy và mình là một street dancer. Chương trình này là dành cho tất cả chúng ta. Chúng ta phải có mặt ở đây. Với Bảo Anh thôi nhé, thì anh Linh Ba Tê cũng như là nhóm Victor Crew là thế hệ hip hop mở đường. Bảo Anh rất là respect những cái điều mà mọi người đã cống hiến. Và ngày hôm nay anh lại một lần nữa đứng ở trên sàn đấu của đường phố. Mình cảm thấy nể các anh, thì các anh đã đi một chặng đường khá dài rồi. Và để cho đến ngày hôm nay các anh vẫn đứng ở đấy và nhảy cùng nhau. Là vui, thực sự là rất là hạnh phúc. Cái cảm xúc nó dâng trào khi mà ở cái vòng thi đấu, Việt nhìn thấy những cái người họ đến đây để tham gia, họ đến đây không phải là vì họ trở thành quán quân, mà họ đến đây là bởi vì họ muốn chia sẻ cái tình yêu của họ với nhảy múa. Cho dù chúng ta lớn đến đâu, chúng ta như thế nào đi chăng nữa, thì một khi nào còn nhảy, chúng ta luôn ở bên nhau. Hey, đây chính là nhảy đường phố, tăng tốc tiến lên, tỏa sáng everywhere I go. Close up, cực thơm mát, sát gần nhau. Hiếu 10 giây nhé. Wacking đi nhỉ. Khá là tự tin đấy. Mày sẵn sàng chưa? Ok ạ. Mục tiêu của C2 khi mà đến với cả Street Dance Việt Nam mùa 1 đấy là phải mang được Wacking vào đến tập chung kết. Đây là một điều vô cùng khó khăn vì đây là một cộng đồng rất là mới tại Việt Nam. Thì mình sẽ cố gắng hết mình để mang lại niềm tự hào cho cộng đồng Wacking Việt Nam. This is Wacking. Let's go!
Alo, là sao? Mình cảm thấy vô cùng là bối rối. Tự nhiên lại thấy anh cây ra hiệu là dừng. Mình nghĩ là mình không thể dừng lại được, tại vì là mình đang thi mà mình vẫn phải nhảy nốt thôi. Ai hát đây nhở? Ai hát đây nhở? Cho anh một lần yêu em rất nhiều và hôn em thắm say mình ta như khói ngày phút giây đừng mơ quên lời rồi. Tôi mà Hiếu nghe bài của Hiếu đấy là bài đấy Hiếu sáng tác, như thế là Hiếu nghe thấy là ê, Hiếu phải chạy qua và Hiếu phải xem là ai đang nhảy bài của Trọng Hiếu. Hai anh chạy vòng tròn và mình cũng chạy vòng tròn theo và mình cứ nhảy thôi, nhưng mà thật ra mình cũng tại vì là khi mà anh Trọng Hiếu xuất hiện thì có nghĩa là mình đã không thể tiếp tục nhảy bài như ban đầu mà mình phải phiêu tiếp thôi, nên là mình cũng không nhớ là mình đã làm gì, mình cứ nhảy cho đến khi hết thì thôi. Nhưng mà thật sự là See Too Low đã level là gì nhỉ? Đã mang một cái đẳng cấp mới cho bài hát một lần của Trọng Hiếu ạ. Có trao khăn không? Nếu không thì là Hiếu trao. Ủa tại sao? Ủa là tại sao? Ủa, alo. Đây, anh muốn trao khăn. Cái bảng này đang là khu của em. Ừ, anh muốn dành trong khu của anh. Mạnh lắm luôn đấy. Tức là như thế này, Wacking ở các nước nhá, là có thể thua Popping, có thể thua B-Boy. See Too Low thắng hết. Đấy, thế cơ, không ăn thua với C2 luôn. Cho nên Trọng Hiếu đang rất là muốn bằng này đúng không? Coi là bây giờ có một cách nào để giải quyết cái mâu thuẫn này không? Thật ra là em không muốn vì cái bài nào của em mà có sự xích mích ở đây. Nhưng mà thật ra lý do em chọn bài này là em cũng đâu có biết là em sẽ vào khu phố nào đâu đúng không ạ? Nó chỉ là ngẫu nhiên thôi, tại vì em xin lỗi nhưng mà em rất là thích anh Trọng Hiếu thật. Thích anh Trọng Hiếu thật. Nhưng mà luật là luật, em đang ở khu phố của cây Trần. Respect cái điều đó Cường ạ. Công ty mình nó đau quá. Đúng rồi, thế là Hiếu xin lỗi và Hiếu xin phép. Không, anh cảm ơn sự chen lấn của em vào chỗ này. Nó gây ra một cái hiềm khích không hề nhỏ dành cho con báo và con hu. Nó mới kịch tính đấy mà, nó mới là street dance. Ok, Trọng Hiếu xin phép nhá. Em về đi Hiếu, cảm ơn em đã gây hứng. Trời, tự nhiên gây hứng làm con tim ta đau và chạy là sao? Cầm cái khăn chưa kịp đưa. Em định lau mồ hôi rồi đấy. Lau cái gì? Tình cảm đến đó thôi là cùng. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Còn chân chơi nữa. Quá thuyết phục. See Too Low nhá. Hai anh em mình chiến cùng với nhau nhá. Cùng với nhau đi con đường này. Không chỉ một lần mà nhiều lần. Anh Hiếu à, có thể anh là người có nhiều khăn nhất, nhưng em, Kay Trần mới có thành viên giành hạng nhất. Nhớ đấy. Mình thay đổi không khí một tí. Người lớn nãy giờ mình thi nhiều rồi. Bây giờ mời các bé thôi nhờ. Chú cha, chú chưa kêu mà lên rồi à? Ôi,
đã chuẩn bị tâm lý trước cho các bạn rồi. Các bạn đến đây là để cọ sát, là để thể hiện mình và để cố gắng làm tốt nhất những gì có thể. Hai đứa rất là giỏi và làm đang rất là tốt, rất là bản lĩnh, tuyệt vời. Mình sẽ có tay cho hai bé đi ạ. Kết quả dù như thế nào thì hai bạn cũng sẽ hoàn toàn là chấp nhận điều đó với một cái cách là tích cực nhất để có thể trở lại vào những lần sau tốt hơn. Giữa những người lớn như vậy mà các em vẫn thể hiện bản lĩnh của mình. Respect. Ở khu phố của Chi thì sáng tạo sẽ luôn được công nhận. Tại vì nghệ thuật thì mình phải luôn luôn đổi mới và luôn luôn sáng tạo. Đấy cũng là tiêu chí của Chi khi mà chấm các tuyển thủ ở trong khu phố của mình. Ok, thank you. Còn bây giờ mình bắt đầu luôn nhở? Thí sinh đầu tiên, Đinh Công Trường 5036 ạ. Phantom cũng vừa biết được Công Trường thời gian gần đây, nhưng mà Phantom thấy được sự đặc trưng riêng của Công Trường khi mà Công Trường nhảy. Phantom cũng đánh giá Công Trường cũng là một đối thủ khá là mạnh bởi vì anh ấy có thể freestyle rất là tốt. Tell my brothers to never relent. Black skin, you ain't gotta pretend. Gotta give it like 100%. Do more, give 110. Freedom is ours, huh? I gotta leave in an hour, huh? I had a meet with the powers, huh? They wanna give or allow it. We gotta take it. But brace yourself. It's water we had. Got a bottle, then pour me a glass. Take a seat when I talk to the class. Look at their faces, all of them mad. But some of you gotta relax. You said we weren't up to the task. Now we just laugh. Freedom is ours. Freedom is ours. You know, fist up, we got power. Woo! Hey, say it again, man. Freedom is ours. Fist up in the air. Who got the power? You know? Hey, say it again. Freedom is ours. We got the power. We gonna make it. This thing ours. Ooh. Ở đây có ai freestyle tốt? Cảm thấy là mình không thể nào chờ đợi được nổi mà mình phải đem cái năng lượng này đem lên truyền hình để cho mọi người đều biết đến không gian của hip hop battle là như thế nào về Choose Them Việt Nam. Genbu cũng là một hip hopper khá là mạnh. Phantom thấy được Genbu tập rất nhiều và chịu khó tập những cái khó mà mình update nó lên cho nó nhuần nhuyễn hơn. Vừa gần đầu phát thì có 6 tuyển thủ freestyler đứng lên qua mình trong vào đấy luôn. Thế là nó chia thành thể lệ 3 vs 3. Nếu mà nói về Hành Phạm thì cũng là một tài năng trẻ trong hip hop. Anh ấy đẹp trai nè, nhảy giỏi nè. Là một ẩn số rất là đáng chờ đợi luôn nha.
Nói về Ducky Bus thì Phantom thấy anh khá là tốt khi mà làm việc team. Anh ấy năng lượng rất là nhiều. Phantom nhìn Phantom bị sợ á, năng lượng nhiều quá cho nên Phantom nhỏ quá, Phantom sợ. We'll be right back.
đây chính là tinh thần mà chị muốn nhìn thấy tại Street Dance Việt Nam. Chưa bao giờ tưởng tượng được thấy cái màn battle đó kinh điển thiệt. Nó mang được đến cái tinh thần hip hop rất là chất. Mọi người lúc đấy rất là mệt nhưng mà anh em đấu rất là cháy. Có một bạn hip hop bạn ấy đã phun nước mà thậm chí là bọn mình không nhìn thấy là bạn ấy ngậm nước vào lúc nào. Lúc đấy là mọi người anh em bút năng lượng quá thì cũng khát nước thì uống được nửa. Uống được nửa chai nước thì ngậm lại một nửa. Thì đến round cuối cùng, round final của mình thì mình chốt hạ quả đấy. Mình cảm giác như là mình vừa xem trận chung kết vậy đó. Nó sướng, nó thề. Giờ sao? Mình nghĩ là chỉ được 3 người có khăn thôi. Chỉ được trao 3 khăn hoặc cùng lắm là 4 khăn thôi. Giờ sao? Điều kỳ diệu đã xảy ra, Chi đã là nhà quá giàu. Trận battle này thì mang đúng tinh thần battle for love vì các bạn chiến đấu với nhau nhưng mà hoàn toàn là không có căng thẳng mà là chiến đấu hết mình để tạo nên một trận battle cống hiến cho cả chương trình cũng như là kết nối tất cả các tuyển thủ đang có mặt ở đó. Tất cả mọi người sẽ có thể thấy được là hip hop ở Việt Nam đã có thể đi xa đến đâu. Alo. Chào anh Thành, khỏe không anh? Wow, hôm nay có buổi ăn trông hấp dẫn thế nhỉ? Thì đó, yên tâm đi, lát nữa ai cũng có phần hết. Mà mình có chay không hả anh? Đây, anh tinh tế chuẩn bị đồ trang nha. Cảm ơn anh. Yes, đó. Vâng, xin chào tất cả mọi người. Em và chị đã tới cặp đôi vàng trong làng showbiz. Thật ra thì bọn em không phải là đến trễ đâu à. Tại vì bọn em có chuẩn bị một món quà dành cho anh Xin. Cái gì vậy? Là một cái cân này ạ. Tại vì mọi người nhảy á, thì rất là hao năng lượng và ai nhảy thì cũng sẽ là ốm cả. Thì chương trình muốn là anh Xin cam kết hứa là sau những cái tập mình nhảy anh Xin sẽ xuống được 5 cân đến 10 cân. Xuống 3 ký nha. Ok ok. Cứ 5 ký thì hơi khó xuống đấy. Cân đi, cân đi, cân đi. Trời áp lực quá. Ê thí dụ mà tăng ký là nhưng mà nó tăng cơ được không? Được, được, tăng cơ được. Thế thì phải mang cái máy đo in body ở đây. Mình đo cái lượng cơ. Đúng rồi. Hoặc là dễ thôi, bây giờ mình cứ này, mọi người ra đây làm chứng này. Mình cứ vén áo lên thôi thì xem biết được là cơ có không. Và sau đó là vào cuối thì mình lại vén lại. Bậy lắm, yếu anh, thương em lắm á. Anh bớt thương em lại đó. Nào nhanh lên, khích lên. Thôi bây giờ mình bỏ giày ra mình cân được không anh? Ôi trời anh. Dày đấy, dày đấy, dày 70 77 77 cân. Dù đôi giày 1 ký đi. Đôi giày chắc 2 ký à. 2 ký à. Đôi giày có 1 ký rồi. Giờ tim tôi mới nặng nè. Trời tôi nặng lòng quá đi. Ok, bây giờ là 77 cân. Đã hứa mà giảm 3 cân. Ăn có một bữa lẩu thôi mà cực khổ quá. Trả giá quá. Đến cuối chương trình nha anh. Đến cuối chương trình là bạn sẽ check lại tầm. Tôi ăn có một miếng mà. Trả giá quá. Thôi đi vô. Vô ơi, ăn đi. Anh nghĩ là giảm 3 cân nha, còn 72 á. Ê, giờ này tôi nhảy nhiều quá, đầu tôi lắc hay sao mà tôi trừ toán kỳ vậy bác? Sao bác? Khó quá. Anh nghĩ là chương trình này là của tụi em nha. Bớt soi mối body anh lại. Ăn nào. Chắc là một lần trong cuộc đời mình được ngồi 5 người cùng với nhau này ăn nhỉ. Không biết là xảy ra lại không ấy. Thôi bây giờ hứa đi, hứa với nhau là mình nên xảy ra lại chứ. Thôi mình đừng có hứa gì mà mình không giữ được. Mỗi tháng lần này là chắc chắn anh Thành sẽ không có hứa được giảm 3 cân đâu. Nói chung là mình ăn một cữ sao chứ. Nghe chúc sức khỏe mọi người. 1, 2, 3, vô. Ngon thế. Ê, anh thích cái cream soda này ghê nha. Tím này ngon hơn anh Thành à? Em. Việt Quốc à? Là quả dứa nhỉ? Ê, cái này ngon nhỉ? Ok không nhỉ? Cái này là blueberry. Blueberry. Cái mở màn này là của Trọng Hiếu nha. Trọng Hiếu nhảy đẹp quá em à. Cảm ơn em là bởi vì anh nói đúng luôn, em sinh ra là để tham gia chương trình này luôn. Cảm ơn.
Em anh cũng bất ngờ luôn. Năm nay em nhảy tiến bộ hơn rất là nhiều. Tại vì thực ra là trước khi vô chương trình là em cũng thấy là có 4.000 cái comment hoài nghi về khả năng của em á. Nên là em có luôn một cái gọi là bí kíp cho chương trình là em in luôn 4.000 comment ra đây. Em coi nó là một cái động lực ấy anh, để mà luôn nhắc nhở bản thân là phải cố gắng, phải cố gắng, phải cố gắng. Hê, hát trời, không có ghét chi bu, nhưng chi bu hợp street dance từ bao giờ vậy? Tới màn ba đồ với nhau, chắc nhảy cover K-pop. Không phải biết ăn ngon là phải nấu ăn ngon nha mấy anh chị. Nhiều khi cái miệng mình biết phân biệt món nào là ngon hay không ngon, mình xem mình biết tiết mục nào hay hay là không hay, mà không hay chỗ nào, nó đôi khi nó là như vậy. Xong MC là Trấn Thành nữa đúng không? Thế show bao hết rồi. Ủa anh sao anh đọc cái đó? Ủa anh sao anh đọc cái đó? Hiểu, em làm chứng giùm anh có phải không? Anh không hề gian dối. Xong MC là Trấn Thành nữa, đúng cùng. Đúng cùng, cùng. Nghĩa là show bao hot bao drama. Nhưng mà chương trình này không biết là Thành Cry có xuất hiện được không ta? Nem mới nha. Thành Lẩu. Thành Lẩu. Bớt Cry lại. Bớt Cry lại. Năm nay là Thành Dance. Thành Lẩu ok. Nè mọi người nhớ bắt lại cái khoảnh khắc. Hey, đây chính là nhảy đường phố, tăng tốc tiến lên, tỏa sáng everywhere I go. Hey, đây chính là nhảy đường phố, tăng tốc tiến lên, tỏa sáng everywhere I go. Cây ơi, mình vào công chuyện rồi. Đây là cái lúc chúng mình giải quyết những cái mâu thuẫn bằng cách battle. Chiến quá, lúc đó là mình kiểu não của mình nó tắt luôn và mình bảo là ok, chỉ chiến thôi. Không có gì phải hối tiếc cả. Quyết định của Chi lúc đó nó không được phép sai sót. Mình xứng đáng với cái chiếc ghế đội trưởng của STEM Việt Nam. Ngay tại thời điểm đó các bạn phải có phong độ tốt nhất. Những đối thủ mà em cảm thấy sợ họ trên sàn đấu, họ có mặt ở đây đầy đủ. Nhìn trái, nhìn phải, nhìn trên, nhìn dưới thôi là đều thấy toàn quái. Và Chi không hiểu sao lúc đó Chi rưng nước mắt luôn á. Chi thích drama nhỉ? Đây chính là ngày đường phố đấy! Đón xem vào tuần sau lúc 21 giờ tối thứ 6 trên kênh HTV7.